Nhịp. Wow, hai con một lửa luôn các bạn. Mày ồ, nó chạy bự rồi các bạn ơi. Mày bự rồi, ôi hai con bự luôn các bạn ơi. Chắc phải nắm còn nhỏ mới được. Ây, vô rồi cũng không lỗ các bạn ơi. Mày bự rồi. Ý, cuối cùng rồi các bạn ơi, mình mới lên con bự nha các bạn. Chiếc dép mình đây, báo cá nha anh em. Hugo một con Hugo nữa. Kênh của mình nha. Hôm nay cùng mình đi test cám nha. Nay mình đánh bãi cũ nha các bạn. Hôm nay thời tiết không tốt các bạn ơi. Hôm nay gió sóng nhiều quá các bạn ơi. Đây là bãi câu của mình nha. Do cái máy hút bùn của bạn đó bạn. Nên nó rất là ồn. Phía sau lưng mình có một chiếc cô bé nó đang đập bờ đây nè các bạn. Nên cũng khá là ồn nha các bạn thông cảm nha. Đây bạn, sóng rất là gió rất là nhiều bạn, sóng lắm bạn ơi. Mình bao đó tải chị có 0.9, 0.8 gì các bạn. Mình đi chị tới 3 uống gam. Do nó chìm rất nhanh các bạn. Nước đây là khoảng 3 mét nha các bạn. Còn nay mình đi cây quyền ảnh 5H 36 nha. Mình đánh mà từ ngọn cần xuống phao còn có 5 tấc các bạn. Nãy giờ mình câu cũng được ít con nha các bạn. Nãy giờ do gió quá với ồn quá mình không có quay clip nữa. Đây cục cám mệt của mình đây. Đây là, còn đây là thức ăn nha bạn. Đây là thức ăn cá, chung là thức ăn cá rồi bạn. Chỗ tâm mình làm mồi xả nha bạn. Rồi vậy bắt đầu theo mình câu nha. Câu quá các bạn thông cảm nha. Giờ mình ve mồi nha bạn. Đây mình đang đi tục tục này tục 6 chấm. Hẻo rồi mình xài có 3 chấm nha các bạn. Đây mình đi lưỡi không ngạnh nha, số 7. Quá là sống luôn các bạn. Nhìn phao mà cũng đuôi mắt luôn các bạn. Các bạn thấy sống không? Khó canh phao cực kỳ luôn. Thả dầm xả cám cá con nó vô quá trời các bạn. Lọc tông với con phi con này. Phá quá. Lên con cũng sai cái dạy không nha các bạn. Chưa là thu luôn. Xe này cũng hơn 4 ngón rồi các bạn. Nha một tiếp. Nếu mà tài này mà sống im á, gấp đánh này là ngon nha các bạn. Cho mình đi cái phao ở tầm nhỏ nha các bạn. Nên các bạn chắc cái tôm điện thoại các bạn. Các bạn thấy bạn không thấy đâu. Gió này cách phao là mình thấy là chỉ cần cái thao nó hụt một cái mình đóng liền nha bạn. Bắt nhịp của nó không kịp các bạn. Phao cái gì vậy? Trời ơi xảy rồi các bạn ơi. Do tài thì hỏi đánh đó, một cái clip mình quay thể bị hơi bị dài nha các bạn. Bạn thông cảm nha. Cái do qua nay mình bệnh á, bị cảm. Bị đau họng nên cái tiếng mình nó bị khàn các bạn. Bạn thông cảm.
đang câu gặp anh chài hũ rồi nha các bạn. Đây. Chắc làm không lại ổng quá. Do mình chuẩn bị tháo cái máy ra mình ngưng quay nha các bạn. Cá này mình đóng sao mà nó dính không hợp lệ con cá bự nè các bạn. Lên cặp nha. Không hợp lệ con cá bự luôn. Con này cắn bàn tay nha các bạn. Con bự à. Do mình sống nhiều quá các bạn ơi. Mình câu mình quay không có được, không có rõ các bạn ơi, nên mình đợi tới chiều mát thì bóp gió thì mình quay nha các bạn. Các bạn ơi, đang nắng nguyên gió tại cái rồi trời chỉ mưa tới luôn các bạn ơi. Giờ mình cũng cần đi về các bạn. Mình mai mình sẽ tiếp tục đi câu và quay tiếp video rồi cho bạn xem nha. Buồn thiệt các bạn ơi. Mình vừa cuốn đầu câu hết trơn. Cần máy mình mới bóp chùm nho, mới chọn cá thôi luôn. Mình mới quay lại cái chỉ mưa tới cho mình cũng cầm tay quăng tục đầu dọn đầu xong lắm cái đã đợi cái tạm hết mưa nhà hết mưa nè, còn chuyện mà chắc này không mưa đâu bạn. Rồi mình quýnh mình dẹp đầu ghét kia mình gãi hết cái chân phao đêm luôn, gãi hết chân phao đèn luôn. Mình mới chạy đi mua chai keo 5-2 nè, giờ mình dán lại mình câu đêm luôn và tiếp tục nha các bạn. Rồi bắt đầu giờ mình nghe cần rồi nha các bạn, giờ mình bắt đầu câu tiếp câu lại nha các bạn. Giờ cũng 5:30 rồi bạn, chuyện mưa nó tới thui rồi bạn ơi. Bạn xem thông cảm nha. Giờ mình do cũng bớt gió rồi. Mình cũng đổi chai phao thải chì 1.8 lại nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy phao không? Ngay ngọn cần nha các bạn. Hy vọng là nó sẽ ăn lại các bạn. Xả ổ mà mình nghĩ sắp cỡ nãy giờ có 40 khúc rồi các bạn. 40 hơn à. Tự nhiên trời mưa. Hy vọng là bữa nay mình câu đêm sẽ lên cá to nha các bạn. Mà không biết thời tiết này hôm nay nó có ăn hay không nữa. Rồi giờ cũng tối rồi nha các bạn. Giờ cũng sắp xỉ 6 giờ rồi. Cá giờ nó cũng chậm ăn rồi nha các bạn. Rồi sao giờ cái con nó cũng lên, nó lên mặt quá tà nhiều rồi các bạn ơi. Chắc do mình xả cám bằng thức ăn này hay sao các bạn ơi. Nó nổi hay sao á. Ý rồi, xảy rồi. Giờ mình bóp cục mồi bằng cái ngón tay mình vậy á. Mình cho nó xuống đáy, mới còn mồi rớt xuống đáy không nữa. Liên xuống rồi coi kìa, nó nhâm kìa. Cái phao mà giật rồi, các bạn hiểu rồi. Cái con cỡ nào rồi. Giờ mình bóp một cục mồi hồi mới bự. Bây giờ mình câu với con như đây, các bạn hiểu rồi. Có mấy cái cá. Cái con phá kinh khủng luôn các bạn ơi. Cho mình thấy ở đây có cách cá ta cũng 2-3 kg, 3 kg nha các bạn. Nên mình làm chùm nhỏ 4 nha các bạn. Mình móc bánh mì và mình bóp với cám của mình nha. Mình đánh mình ngâm thử coi có cá ta nó có ăn nha bạn. Nhưng mà mình thấy gâu phi nó phá quá, mình không biết làm sao đây nha. Biết im hay không. Rồi mình đã làm cái con máy xong rồi, giờ tiếp tục xuống gần tay nha bạn. Hy vọng là buổi tối sẽ im hơn ban ngày nha bạn. Đêm thì lúc nào nó cũng chậm ăn hơn ban ngày nha các bạn. Được cái hỏng cá con phá bạn ơi. Mong là sẽ lên hàng nha các bạn. Đó. Nó nghĩ kỹ các bạn. Trời ơi. Nó mới nhịp xuống 2 nấc. Mình cũng tính đóng rồi, mình lay cái điện thoại mình quay tiếp tục á. Nên mình giật để nó cái bông mất các bạn. Đó. Mày xảy đi. Bự lên hẹn rồi, lên hẹn các bạn ơi. Lên hẹn nữa nè. Mày hả bự. Như là không hợp lệ rồi các bạn ơi. Ý. Cũng khá nha. Trời ơi, không hợp lệ các bạn ơi. Mình bấm máy cái sóc bụng đó. Rồi bằng tay nha các bạn. Này bằng tay nha các bạn. Đây, đã chưa? Sống tươi luôn. Rồi. Lấy lại tinh thần buổi tối nha các bạn. Chiều giờ gió quá mà bị ông trời cũng dí nè. Do cái clip mình cái điện thoại mình yếu á, dung lượng cũng không được nhiều bạn, nên khi mình ve mồi mình quăng mình sẽ tạm ngưng bớt nha các bạn, thông cảm nha. Mới ghẻ các bạn ơi. Mới ghẻ. Cá ở đây nó bể, cái hồ này nó bể khoảng 2-3 năm nay nha các bạn. Hồi xưa là người ta câu được câu phi là cả 1 ký không các bạn. Còn nửa ký nó ký vào bằng tay không các bạn. Do mấy tháng rồi ta đánh quá thì nhiều hồ này bể bạn. Mình thấy các bạn thấy không thấy ai câu hết trơn, có một mình câu với 1-2 chú câu khu cô máy bên kia. Các bạn hiểu hồ này bể rồi. Hồ nó ghẻ rồi. Gì bạn.
Trời ơi. Hay. Thử em. Trời ơi. Sao vậy? Trời ơi, lại không hợp lệ nữa các bạn ơi. Lâu rồi mình không có quay. Nói chung là hồi đó giờ mình chưa có câu đài, mình câu đêm các bạn. Nên mà khi nó ăn á, mình lo mình bấm máy cái mình giật tể các bạn ơi. Này kiểu quánh sóc không à. Con này nhỏ con này chút, nhưng mà quá mập luôn các bạn. Này cũng 5 ngón rồi nha các bạn. Có gì mình bấm tể hay là mình đóng sảy thì các bạn thông cảm nha. Mày. Thôi con này hợp lệ nha các bạn. Con này cũng bằng con nãy rồi ơi. Hợp lệ nha. Cuối cùng cũng hợp lệ rồi. Ý, nhịp. Wow. Hai con một lượt luôn các bạn. Phê. Cần này giữ cá cũng tốt luôn nha các bạn. Mình đánh cũng kiểu bạo lực các bạn ơi. Rồi, tét mép hết con luôn rồi. Tét hết con bự vô gọng rồi nha. Phê anh em ơi. Ghé nha các bạn. Cá ăn đêm nó ăn rất là nhẹ nha các bạn. Mình không bắt được nhịp nó rồi. Ôi ôi, múc phao. Ôi, con này nhỏ các bạn ơi, 4 ngón à. Cái phao nó ghẻ rất là nhẹ các bạn. Không biết các bạn trong điện thoại các bạn có thấy rõ không á. Mình ở ngoài thì mình thấy cũng rõ lắm. Tại cái đèn led nó chá các bạn, cho nên cũng chá mắt các bạn. Nên mình thấy nhiều khi cũng không thấy rõ lắm nữa. Phải như mình tắt đèn hết thì khi nào mình dính cá nó ăn, mình đóng dính thì mình bắt đèn lên thì nó dễ thấy nha các bạn. Cái nào không nhắc cá nữa. À mình đây mình mở đèn led suốt đặng mình đấm bấm lay mình quay đặng cho các bạn thấy. Mày nghĩa mày nghĩa. Năm ngón các bạn ơi. Cái gì vậy nè bỏ. Ơi, bắp máy không kịp luôn. Lên tiếp nha các bạn. Hồi chiều nếu mà không có gió với ồn mà ào mà không có mưa, câu rất là ngon nha các bạn. Tuy cá con hơi phá nhưng mà nó ăn rất là nhanh nha các bạn. Để xuống hình như là đợi chừng nào vài giây à. 5-10 giây hoặc 15 giây là thì ghé điện nha bạn. Có khi là nó ăn bên tay luôn nè. Mày. Ủa nó chạy. Bự rồi các bạn ơi. Wow, hợp lệ. Trời ơi. Nó dướng cái kỳ bụng nha các bạn. Hợp lệ nhưng mà tại nó dướng cái kỳ bụng. Đây. Bàn tay luôn. Nhiều khi camera mình quay nhanh á, mình giở cá là nó lắc á, lấy nét không kịp á, các bạn thông cảm nha. Ý, nó chết à. Rồi, bấm máy không kịp luôn. Rồi, hay là ý, chết. Giục quay đeo các bạn ơi. Mày. Rồi, nó giục cái quay đeo cái điện thoại cái, chút nó rớt điện thoại rồi. Mày thả bưởi. Ý rồi. Trời ơi. Sấy con bằng tay rồi. Trời ơi. Lâu cho nó dướng cái bờ nha bạn. Dướng cái cục đất đó đó. Thỉ tút. Trời ơi, tức thiệt cái con cá bự. Quên đem dạp thiệt các bạn ơi. Thiệt tình. Thôi đem dạp mà con hồi nãy đâu có sấy các bạn. Con bự mà. Chiều mình đi mình quên đem cái dạp đó. Rồi, nó dễ nè. Mày. Bự rồi.
Ồ, hai con bự luôn các bạn ơi. Nó cầm nắm còn nhỏ mới được. Vô rồi. Cũng không lỗ các bạn ơi. Ngộ đã quá. Nhưng miệng xịn sò nha. Đây, miệng đàng hoàng nha. Sẽ một con lại được hai con các bạn ơi. Hai con này nhỏ hơn con nãy xíu, cũng bằng tay con nãy, bằng tay xè nha các bạn. Phát phê các bạn ơi. Em để xuống cái mặt rộng cho bạn nhìn nha. Đây. Em nhảy hoài luôn đi. Nó mới ghé cái đi ngồi trời. Các bạn thấy đối diện bên kia có mấy cái đèn không? Là ba người đánh cá ta nha bạn, giống mình đánh máy á. Hồ vào bể rồi các bạn ơi. Nên còn có vài người đánh nè bạn. Chứ lúc trước là cái hồ này không là 80 công đất nha các bạn. Chiều quay cái máy bơm bơm ở đây, bơm lắp mấy cái ao kia nha bạn. Tổng diện tích ở đây là 300 công nha các bạn. Rất là rộng. Tính điểm mà cá nó ăn mạnh nha các bạn. Cá nhiều á, cá tầm cần hủ là bình thường nha các bạn. Mày nổi phao hả mày? Bấm máy cái là nó gãy còn hai nấc. Thiệt tình chứ. Cái da heo hồi chiều giờ mà mình câu giải trí bình thường thì không quay á. Thế là mình rất là nhiều rồi nha các bạn. Cho mình bấm máy, mình bấm máy để cái nhịp nó ăn này. Cá nó nhát lắm, cá bể các bạn, nó ăn khôn lắm. Ăn nhẹ 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 các bạn. Không canh nhịp, bắt nhịp nó là sảy các bạn. Mày canh mày nãy giờ rồi. Mày bự rồi. Ý. Cuối cùng cũng lên lại con bự lại nha bạn. Con này bạn tay xè nha. Ý. Đây nha bạn. Bao cá. Ý. Còn cái nồi nhẹ nữa. Đây nha bạn. Mày thật ơi, bấm máy quay không kịp luôn. Chắc mình tạm ngưng lại đây nha các bạn. Lại khi nào mình về mình báo cáo các bạn xem, báo cáo các bạn xem nha. Cái điện thoại mình sắp hết pin rồi các bạn ơi. Mình mới tính tháo máy mình điện xuống cái này ăn liền nha các bạn, quay tiếp nha. Nó ghẻ kìa bạn. Bạn thấy nó ghẻ không? Có một nắp mà bạn. Thường cá bự là nó ghẻ một nắp hai nắp thôi nha bạn. Có mấy con cá nhỏ thì nó háo ăn, nó gị hình như bao nắp. Đó. Trời ơi. Mày gì. Trời ơi, đóng cá bay luôn. Con này cũng nhỏ không bự rồi. Cũng được. Thôi do điện thoại mình còn khoảng hơn phần trăm pin nào nữa các bạn. Do mình xài mà tươi giờ. Nên mình đóng, mình sẽ quay thêm một đóng một cái nữa nha bạn. Đang nấu cá ăn luôn, trời hụt rồi. Mình sẽ đóng hết một khi một con nữa mình sẽ tạm ngưng nha. Khi nào rồi mình câu xong rồi mình báo cá các bạn xem nha. Hình như là bây giờ cũng 8 giờ mấy rồi nha các bạn. Mình câu từ nào là cũng gặp 2 tiếng rồi đó. Rồi déo có hơi dài các bạn thông cảm nha. Do mình điện thoại mình yếu, mình không có cắt ghép được nhiều nữa các bạn. Mình không có làm hay đâu. Như đầy đủ như người ta, những tính năng như trên vi tính được nha các bạn.
mong các bạn ủng hộ, nhớ follow kênh của mình nha, cho mình có động lực phát triển thêm đam mê. Bạn trời ơi, nghĩa đi, bự hay nhỏ đây? Ồ, tức thiệt các bạn, nghĩa đã bỏ nè, mày đòi hơi nữa. À, các bạn ơi, mình mới lên con bự nha các bạn, chiếc dép mình đây. Ây da, vừa con móc vừa. Ây da, da. Rồi xong phim của ta luôn rồi. Đây các bạn, các bạn thấy con cá không? Tập luôn nha các bạn. Bao cá nha anh em. Hô. Màu con vô nữa. Màu bạn hô vô nữa. Bao cá nha mọi người. Bao cá. Ở đây. Ôi trời lặng bằng. Ôi trời. Thôi điện thoại sắp hết pin rồi. Về nhà mình quay tiếp nha. Rồi mình đã về tới nhà nè. Mình đổ ra sạch nước cho mẹ mình mần nha bạn. Nơi đây mình đổ khoảng cũng tên 10 kg hơn nha bạn. Tại mình đi tính con bự á.